Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một video thử thách Lò Văn Duy và Lò Văn Tiền, một cái game show có tên là thử thách phá hủy bức tường xốp dày gần 1 mét. Thật ra nó dày có 80 cm thôi, nhưng mà nói gần 1 mét để cho nó hoành tráng lên. Và phần thưởng của cái thử thách này đó chính là 10 triệu đồng. Ok, chơi luôn, không phải giải thích, dài dòng nhiều, không dài dòng nhiều. Đến cái tiền này phải chơi luôn. Bây giờ không giải thích thì người xem không hiểu và các ông cũng không hiểu, các ông sẽ chơi bố láo nên là các ông cứ bình tĩnh, hiểu không? Từ từ khoai nó sẽ nhừ ấy, thì chó nó phải có móng tôm chứ, bình tĩnh. Rồi nha, bây giờ nha, tôi phổ biến luật này, luật chơi nó như này. Ai là người đầu tiên mà vượt qua bức tường xốp dày gần 1 mét sẽ giành chiến thắng, thời gian không quy định. Ngoài ra sẽ có hai sự trợ giúp mất tiền, đó chính là một cái dĩa trị giá 3 triệu đồng, một cái dao trị giá 5 triệu đồng. Tiếp theo là anh em là không được chơi bằng tay. Chơi tay chơi bằng gì? Không được chơi bằng tay thì phải chơi bằng mõm rồi. Thôi thôi, tôi về luôn, về luôn. Ok, thế thôi. A few moments later. Chơi được không? Thôi, thôi vì 10 triệu nhưng mà lại vì 10 triệu ở lại. Nghe cái giọng nó biết là sạo ke rồi, bốc phét rồi. Phải từ từ để anh giải thích luật đã. Chưa gì đã đòi vào chơi ngay, các ông định chơi lấy tay nhá. Tôi thật nhá, nếu mà chơi bằng tay này, phút 1 luôn, 5 phút tôi sang bên kia ngay. Nên là cái trò này là không chơi bằng tay. Ok, anh em sẽ khóa hết tay vào chơi bằng mõm. Được chưa? Đấy, bây giờ sử dụng cái mõm của mình đi, thể hiện đi. Ok, chốt kèo không? Chốt kèo thì chơi. Chốt. Ông này sao? Mặc dù không muốn nhưng em vẫn chốt. À, vẫn chốt là ok đấy. Bây giờ tôi sẽ đi chói tay của mấy thanh niên này vào. Không được dùng tay. Chỉ chói nó lại. Cái này tôi bị tượng trưng thôi. Tôi sẽ đo chiều dày của bức tường xốp xem nó dày bao nhiêu. Đây các bạn thấy. Dày 80 cm. Để mà cạp mõm mà sang được bên kia của bức tường này thì cũng khá mất thời gian đấy, không phải đơn giản đâu. Ok. Ăn được 10 triệu của tôi đâu phải đơn giản. Không hề đơn giản như đan rổ đâu. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái điện thoại để bấm thời gian, bởi vì là cái game show này ấy, là tôi nghĩ là nó sẽ rất là mất thời gian. Đây là hai sự trợ giúp mất tiền. Dao 5 triệu, dĩa 3 triệu. Ok. Người ta chơi bằng mõm ấy thì người ta phải vận động mõm mà. Hiểu không? Các ông đi vận động chân tay với lại hông làm cái gì? Hai thanh niên sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Luôn. Chuẩn bị nhá. Vào vị trí đây, mõm vào vị trí em ơi. Ấy à. Anh em này chưa phải quỳ luôn cơ à? Gắt thế nhỉ. Bắt đầu nhá. 3 2 1 bắt đầu. Úi giời, bây giờ không chơi mõm lại chơi đầu này. Đúng quá các bạn. Tôi không hiểu đằng nào nó nghĩ ra cái trò này. Khám không chịu được. Chán quá, mấy ông này IQ cao thật. Đi dùng đâu ngoáy này. Chịu luôn. Hắn to vào, đấy, đúng rồi. Người ta nghĩ ra ý tưởng là người ta đã biết được, phân tích được là làm sao để có thể thắng được. Thì chỉ có dùng mõm thôi. Bây giờ đi lấy đầu ngoáy này, ngoáy sáng mai thầy luôn, cho cái ông ngoáy luôn. Đảm bảo tầm tiếng nữa là rụng hết tóc. Từ nãy giờ 4 phút rồi mà chưa hết được nổi một tấm luôn đấy. Ở đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm. Mà bây giờ 4 phút rồi mà chưa hết được một tấm thì không biết là bao giờ ông chui sang. Mà chui cả người nhá, chứ không tính chui đầu đâu. Xốp này mỏng quá nhỉ. Bố lên bạn này. Bố lên bạn này. Em sử dụng trợ giúp. Cái gì nó lại nó to vào? Nói từng tế bao nào? Mệt không nói được. Làm sao em làm sao? Em sử dụng trợ giúp. Trợ giúp gì? Em dùng dĩa. Ok, dĩa mất 3 củ nhá. Ok anh. Chắc cú chưa? Chắc cú luôn. Đây là cái dĩa 3 triệu. Rồi. Vậy là mất 3 triệu. 10 tiền đấy.
Bạn chú là bạn chú ngu. Lúc đầu chưa quen thôi chứ bây giờ là quen rồi là ra hơi nhiều ấy. Đây các bạn nhìn này, xốp bay tứ tung tuét cả loe này. Đấy, vẫn chơi bài gặm. Thật ra gặm cũng được dùng sức. Nhưng mà hơi bẩn mồm tí thôi. Tiền sang cục thứ hai rồi. Tiền này. Không chơi dĩa nữa à Tiền? Duy ơi. Duy. Dao này 5 triệu. Không dùng à? Mất 3 triệu cái ngon ngay sang được cục thứ hai nơi rồi. Duy này vẫn ngoan cố lắm, vẫn thích ăn dày. Hiện tại là Tiền mới chỉ được một cái cục này thôi, mà mới được một cái lỗ nhỏ thôi. Còn phải xuyên suốt sang bên này này. Đó, sang bên này phải đào. 17 phút 55 giây rồi. Mới được một lỗ. Đấy, tiếp nước tận mõm rồi. Được 9 cm rồi. Đào riêng này cho tôi mua sự trợ giúp. Đây là cái dĩa trị giá 3 triệu đồng dành cho Duy. Ông nào thắng thì cứ thế trừ tiền đi nhá. Rồi, đào đi. Tôi mới chế lại cái dĩa cho Tiền. Rồi. Ui. Ui. Gãy. Gãy rồi, gãy rồi. Nắn cho nó em ơi, nắn cho nó. Nhẹ nhàng thôi em, không gãy, anh có mỗi cái dĩa. Tiền này gãy dĩa rồi, tính ra. Còn dĩa ông em? Bây không giờ chơi, là không, anh em không chơi đổi dĩa nhá. Ừ. Ông có một cái dĩa ông dùng, ông mua mất mấy triệu đấy thì ông phải thôi. Thôi bây giờ là chơi xanh chín, dĩa gãy rồi là do thí sinh là cố tình làm gãy. Đúng hoặc rồi. Là mạnh quá nó bị gãy nên là không được đổi dĩa nữa. Bây giờ chỉ còn cách là mua dao thôi, Tiền suy nghĩ đi Tiền. Đây là dĩa 3 triệu đã bị gãy đây các bạn nhìn nhá. Đây bây giờ là em có dùng cái dĩa ngắn này không? Có. Vẫn dùng cái gì? Chắc chắn không? Buộc vào em. Ok, tôi sẽ buộc dĩa vào cho cô Tiền dùng tiếp. Tiền bây giờ nó điên rồi các bạn ơi. Không hiểu tại sao nó điên đến mức này. Một tiếng 09 phút. Cho em đổi dao đi. Chắc chắn chưa? Chắc chắn đổi dao chưa? Chắc chắn luôn. Tiền quyết định đổi dao và mất 5 triệu. Vậy là bây giờ là Tiền tổng cộng là đã hy sinh 8 triệu để sử dụng hai sự trợ giúp và chỉ còn lại 2 triệu thôi nếu mà Tiền giành chiến thắng. Đây dao của em đây. Cắm dao lên đây cho Tiền luôn. Đấy. Hiện tại thì Duy đã qua được cục thứ 3 rồi. Chuẩn bị sang cục thứ 4 rồi. Hiện tại đến giây phút này tôi vẫn chưa phân biệt được thắng bại. Giữa màn đêm thanh vắng, gió vẫn không rít, ếch vẫn đang kêu, có hai con chim đang chăm chỉ mổ xốp, vẫn chưa tìm ra con chim chiến thắng. Tiếng 33 phút. Duy sắp chiến thắng rồi. Tiền lại ngồi ngáp. Lò văn Tiền này. Không đục nữa hả em? Đau đầu lắm rồi. Đau đầu lắm rồi á. Thế chịu thua hả? Chịu thua rồi. Chịu thua đúng không? Ok, 3 tiếng 38 phút Tiền chịu thua, không đục nữa. Duy vẫn đục ác.
bạn có thể thấy là Duy đang rất là cố gắng, mồm đang rất là đau, răng buốt. Hiện tại thì Duy đã móp đến cái thứ 9 rồi, còn cái thứ 10 nữa thôi thì sẽ chiến thắng thử thách và được phần thưởng trị giá là 7 triệu đồng. 3 tiếng 55 phút, gần 4 tiếng đồng hồ, vẫn chưa hoàn thành thử thách. Thật sự là tôi quay phim bên ngoài không làm cái gì mà tôi cảm thấy rất là mệt rồi. Đó, ông này ông trâu thật, dã man của ngàn. 4 tiếng đồng hồ là chỉ có 4 tiếng 02 giây. Duy đang đục tấm cuối cùng, tấm thứ 10. Đây là cái lỗ mà Duy sẽ đục qua. Rồi, đục một lỗ rồi. Được về nghỉ ngơi rồi. Duy sắp chiến thắng rồi các bạn ơi. Một sự nỗ lực không hề nhẹ, nỗ lực rất là kinh dị luôn. Ông này ông còn đứng ông khoe tiền vào mõm của Duy nữa. Không sao, lấy động lực. Ui. Rồi, thăm đầu qua nào, thăm đầu qua. Ui giời, con ngoan. 4 tiếng 10 phút thì Duy mới lò được cái đầu ra. Ok, rồi, rất là chúc mừng. Chúc mừng Duy đã giành được phần thưởng trị giá 7 triệu đồng. Mất 4 tiếng đồng hồ, khua mồm múa mõm, nghỉ ngơi được rồi, ok. Tôi sẽ tạm dừng thời gian. Tôi cảm thấy là hơi mệt một chút, nó rất đau hàm, rất là mỏi hàm. Xong rồi tay để sau này rất là đau vai. Xong rồi lại không có thế. Như thế. Ok, xong chưa? Xong rồi. Trả tiền. Quay xong rồi em diễn xong rồi, ok diễn xong rồi anh em đi về, ok xong. Xong nhá, đấy nhá, đúng như các bạn nói nha, là diễn xong giả tiền, đấy, giả tiền, đi về. Ok, tất cả sự thật đó là như vậy. Đi về, cứ tắt máy quay đi em này, tắt quay đi, tắt đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi, nhớ like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye, này tiền này. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Rồi các bạn thấy, đây là đằng sau hậu trường. Kiếm được tiền xong vẫn phải thu, cày thế. Cái lỗ này nhìn rất là đẹp, nhìn như kiểu lốc xoáy luôn. Chào tất cả các bạn nha. Chất lượng như thế.